theo mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng ghế. Đầu tiên, sau khi lắp hoàn thiện xong chiếc ghế thì chúng ta làm một việc để cho các bộ phận của ghế liên kết với chặt chẽ bằng cách chúng ta ngồi lên ghế. Nhún vào dưới này, các bạn nhún nhé. Đây, các bạn nhún này để cho các bộ phận của ghế được liên kết chặt chẽ với nhau. Theo chúng ta kiểm tra hoạt động của ghế, đầu tiên là chức năng xoay quanh 360 độ của ghế. Ok, ghế hoạt động tốt. Tiếp theo là lên xuống. Khi mà chúng ta muốn ghế lên thì ở dưới cái ghế nó có một cần đẩy lên, các bạn kéo cần lên. Đấy, các bạn kéo lên là ghế sẽ được đẩy lên. Bây giờ chúng ta muốn ghế xuống thì các bạn ngồi ở đây. Các bạn ngồi lên và các bạn cũng kéo cái cần này lên. Ghế sẽ xuống. Bây giờ mình sẽ cho lên và cho xuống tùy từng mức độ. Các bạn hơi ấn tay xuống đây nhé. Đúng không? Các bạn cho lên một chút xíu này. Ấn nhẹ cần rồi bỏ tay ra này. Ấn này. Đấy. Ấn. Ấn. Đấy. Ghế sẽ được lên từ từ. Bây giờ mình sẽ sử dụng ghế để cho xuống các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn ghế xuống từ từ, không một lèo, thì các bạn cũng làm tương tự như vừa rồi. Các bạn kéo lên này, các bạn nhả nhả ra này. Kéo nhả, kéo nhả. Như vậy ghế sẽ xuống từ từ. Các bạn chừng đây cho nó đỡ xoay ghế nha các bạn nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn xong các chức năng của ghế xoay quanh 360 độ và nâng lên hạ xuống. Cảm ơn các bạn.